Rồi vậy là cô Trâm sẽ nhường sân khấu lại cho cô Amy và bắt đầu buổi học nha. Ok, cảm ơn cô Trâm nhiều. Hôm nay các bạn, cô My được cô Trâm mời đến với cộng đồng Doodle Kids của chúng mình để chia sẻ về một chủ đề nào đó trong vòng 1 tiếng. Thì lay hay trong vòng từ 2 tuần trước rồi cô Trâm để đưa cho cô My cái tín hiệu này. Thì hôm nay cô My đã có mặt cùng với tất cả các con và mình sẽ cùng nhau mình làm một cái hoạt động sketch note trong 1 tiếng rưỡi rất là đơn giản và nó ứng dụng trong việc mà tụi con sẽ học ở trên trường, bằng cách là con sẽ cùng nhau mình thiết lập cái hoạt động hàng ngày của chính mình thông qua một cái đồng hồ. Thay vì hồi giờ mình thiết lập thời gian biểu của mình ha, mình thường hay viết lên sổ, mình viết theo dạng liệt kê, rồi mình viết theo dạng là thời khóa biểu. Thì hôm nay ha, cô My sẽ đưa đến với các con một cái cách con thiết lập thời khóa biểu rất là thú vị. Trên sổ tay hãy can đảm vẽ ra những điều bạn nghĩ. Thì cô My sẽ lấy ra một cái phần. Và hôm nay cô My sẽ hướng dẫn các con ha. Đây. Lấy giùm hai một quyển sổ mới, sổ trắng. Thì con sẽ thấy là đây là cái đồng hồ thời gian biểu của mình ha. Một ngày mình sẽ có tổng cộng bao nhiêu giờ? Các bạn nào biết không? Một ngày của con á, con có bao nhiêu giờ? Các bạn có thể gõ vào khung chat nha, một ngày của chúng ta có bao nhiêu giờ, các bạn nhanh tay gõ vào khung chat nha. Mình gõ vào khung chat Yeah. ha. 24 giờ, con mình có thấy 24 giờ. Đó, rất nhiều, đúng rồi. Bạn nào đang trả lời ở con số 24 giờ là chính xác. Và tất cả chúng mình ha, ai cũng có 24 giờ như nhau. Nhưng tại sao có những bạn, bạn học rất là giỏi. Những bạn, bạn sắp xếp thời gian rất là khoa học. Làm được rất là nhiều việc trong vòng một ngày. Thì cái quan trọng nhất ha, là khi con biết được 24 giờ đó của con phải sắp xếp nó vào những cái việc gì quan trọng và cần ưu tiên. Thì hôm nay cô My mang đến cho các bạn một cái đồng hồ. Rồi. Lúc đầu ha, cái đồng hồ này của con nó sẽ không có gì hết trơn, nó sẽ như thế này. Cô My mở cái đồng hồ đang 27 ha. Đây, lúc đầu cái đồng hồ của con nó sẽ trắng trơn như thế này. Nhiệm vụ của các bạn và cô là chúng ta sẽ cùng nhau vẽ lại cái đồng hồ này trên vở của chúng ta. Sau đó mình sẽ tự cùng mình cùng nhau với mình không tự ha, mình cùng nhau mình thiết lập một ngày của mình diễn ra những hoạt động gì tương ứng với số thời gian là bao nhiêu trên cái đồng hồ này của chúng ta. Rồi, thì để mình vẽ được cái đồng hồ này, mình cần là giấy A4 hoặc là quyển sổ bất kỳ nào của con ha. Hôm nay con My sẽ chọn một cái quyển sổ học bình thường của mình. Và để con vẽ được cái vòng tròn đó, các bạn nào biết cách không? Gõ vô khung chat giúp cô My làm sao để con có thể vẽ được cái vòng tròn. Bằng cách nào? Bây giờ mình làm sao để mình vẽ được cái vòng tròn ha? Cô My thấy mẹ của Tường Vân đã rất nhanh trí rồi, đi kiếm cái bát cho con, nó cũng ụp lên vẽ là nhanh rồi đó. Cái cơm ba, đúng rồi. Ai có ý tưởng là xài cơm ba hay là một ý tưởng? Rồi. Rồi, ý tưởng là cơm ba. Rồi, nếu như ai đã có ý tưởng là cơm ba, sực nhớ nhà mình có cái cơm ba thì đứng dậy đi lấy cái cơm ba. Còn nếu như ai không có cái cơm ba thì không sao cả, đi mượn mẹ mình cái chén, ụp cái chén vô vỡ, quanh một vòng tròn là con sẽ có một vòng tròn. Rồi, đi kiếm cái chén ha, ụp vô. Hoặc cô My nè, cái này là con biết gì không? Đây. Cái này là cái hộp, cái nắp của cái đồ hộp mà cô My mua ăn đồ ăn ha, xong nó có cái hộp đây thì con mi sẽ để nắp ở đây 1 phút 30 giây là con mi có cái vòng tròn ngay lập tức. Rồi các bạn ha, cô mi sẽ cho tụi con trong vòng 2 phút đi kiếm dụng cụ hoặc là bằng cách nào đó con vẽ được cái vòng tròn vô vỏ giúp cô. Tự động não ha, làm sao con vẽ được cái vòng tròn. Dạ, như con mi ha, to vừa in luôn, tràn đầy cái tờ giấy của mình luôn, vẽ cái vòng tròn 1 phút 30 giây là có ngay. Hãy sử dụng những gì mà con có trong nhà con ha. Rồi, chấm cái tâm. Xong, là con mới có cái vòng tròn. Các bạn có thấy gì rõ cái màn hình của My không? Nó hơi bị sắp bóng ha. Mà con My không biết để sao cho nó không bị sắp bóng ta. Nghiên cứu thử đó. Rồi cô mới có cái vòng tròn, những ai bạn đã vẽ được cái vòng tròn rồi
thì bạn hãy dơ cái vòng tròn của bạn lên trước cái màn hình để con My kiểm tra thử. Rồi con My xem từng bạn ha. Bạn nào có rồi con cứ dơ lên con My check cho. Ừ, bạn Thang ok nè. À, cô thấy của con rồi con. Tường Vân ok. Elsa ok. Miu ok. Miu ơi, cái vòng tròn con hơi bé. Miu, con có thể tìm một cái chén hoặc cái tô bự hơn không? Con đi kiếm cái tô to hơn con ụp lên đi. Nó hơi nhỏ, lát con vẽ vào nó khó. Của Thanh cũng được ha, ok. Hải Đăng ok. Ngọc Hoa. Ngọc Hoa là con của mẹ Ngọc Hoa ha, ok. Steven chắc là nhờ con là con phải tắt cái visual background thôi, chứ con dơ tờ giấy là cô My. Ngọc Hoa nha cô. Cô My không có thấy cái background sao? Cái background này che con mất à. Bạn Steven đó. Hưng ơi, Hưng ơi, hình vòng tròn của con có xin mẹ cái tô to hơn được không? Con đi kiếm cái vòng bự hơn ha, hai cái cơm bào con bẻ to ra một chút. Elisa ok. Bạn Nhi hả? Thầy Nhi. Thầy Nhi đâu con My xem. Đợi con My hồi check thầy Nhi. Thầy Nhi đâu vô lại đi con My check cho. Ok, rồi, được con. Anna ok. Tường ok. Bạn My ok rồi, bự vậy là được hấp dẫn. Bự gì to lát mình sẽ vẽ nó rất là dễ các bạn. Lisa ok. Hà Vy ok, Phương Chi ok. Sushi được. Minh Ngọc được. Hân ok. Ôi Hân là siêu to luôn. Rồi. Rồi Lucy ok luôn. Tất cả các con đều có được cái vòng tròn giống cô My rồi ha. Đó vòng tròn. Rồi giờ nhiệm vụ của mình là bên cạnh cái bài của mình, bây giờ mình phải chia tiếp những cái khung thời gian ha. Con sẽ thấy cái vòng tròn của con nó sẽ còn thêm một cái vòng tròn nhỏ đi bên trong nữa. Thì bây giờ cách mà cô My đi thêm một cái vòng tròn nhỏ bên trong nè, các bạn cùng nhìn, cùng làm cô My ha. Nếu mà ai có cơm ba thì nó dễ rồi, không nói. Bây giờ nếu không có cơm ba thì mình dùng tay để mình đi cái vòng tròn giống cô My ha. Và con canh nè, để con có thể vẽ được một cái vòng tròn nhỏ bên trong ha. Chừa một cái khoảng cách đi vô. Cô có thấy cô. Con không nhìn thấy cái tay cô My hả? Dạ. Cô My nha. Đây, thấy chưa? Dạ rồi. Rồi, con lấy cái bút chì của con nè. Con phát họa theo. Đó. Phát họa theo. Con có dùng con ta luôn cho nó nhanh. Tại vì cô My không có combo. Cô My mà có combo, cô My xài một phát liền ha. Mà cô My không có combo nên cô My đang dùng đồ nhà. Coi có gì cô My xài đỡ rồi đó. Ai có combo? Ai không có thì làm giống cô My ha. Đó. Rồi. Cô ơi, con có mà con lười lấy quá cô ơi. Con lười lấy thì con làm giống cô My nè. Miễn sao mà cô My không quan trọng công cụ ha. Miễn sao mà con có được cái vòng tròn trên vỏ giống cô là được. Còn con làm cách nào cũng được hết. Rồi, cô My có hai vòng. Đó, như các bạn đang nhìn thấy ha. Đó. Rồi, ai có giống vậy thì gõ số 1 vô khung chat, nếu con có giống như cô My rồi thì con gõ số 1 vô. Hai vòng tròn. Khoảng cách giữa cái vòng tròn trong và cái vòng tròn ngoài, cỡ độ dày của nó sẽ cỡ là 0.5 cm hoặc là 1 cm cũng được. Vậy các bạn theo cô ha, vì lớp mình đông á, cô My sẽ đi theo số đông. Ví dụ như là 70% lớp mình làm theo kịp cô thì cô My vẫn sẽ đi tiếp tục. Còn những ai chưa kịp thì hoàn toàn con có thể xem lại record video nha. Nên mình cố gắng mình theo cô từng bước. Rồi ok, bạn Tường cô My nhìn thấy rồi. Rồi ai xong nhớ gõ số 1 vô khung chat giúp cô. Sau khi bạn nào để có cái vòng bên trong rồi, bắt đầu bạn sẽ giúp cô nè. Cái thước thì chắc là ai cũng sẽ có. Con chấm cái tâm, con tìm cái tâm ở giữa của cái hình tròn này ha. Con chấm cho mình một cái tâm. Canh để mình chấm cho mình cái tâm ha. Từ cái tâm đó, con sẽ vẽ giúp cô My ha. Hai cái đường thẳng ở hai bên. Ngoài của cái vòng tròn này như con nhìn thấy cô My làm ha. Đây. Ở trên. Ở dưới.
Về tương tự, mình sẽ có ở bên ngang hình chữ thập á ha. Bên đây cũng thế. Cô Mi sẽ có cái này với này. À. Đây là những vị trí mà con sẽ bắt đầu viết số thời gian của mình. À, mình sẽ có tổng cộng là 12 giờ cho buổi sáng tới trưa và 12 giờ cho buổi chiều đến tối. Rồi khi bạn có xong thì bắt đầu bạn viết vô cùng cô ha. Cái phần con sẽ chia cái miếng bánh này của con ra làm 4 phần. Thì cái phần bánh đầu tiên ở góc đồng hồ phía trên bên tay phải, nó sẽ chạy từ con số 1 cho tới số 6. Rồi, đánh hả? Con chia làm sao ha? Từ đây nè, nó sẽ là 6 phần bằng nhau. Đây ha, 6 phần bằng nhau. Rồi chia. Cỡ 6 phần ha. Thì con sẽ chia làm theo cách cô chỉ nè. Đây là một nửa. Đây là một miếng bánh của con ha. Con tưởng tượng đây là một miếng bánh của mình. Thì con sẽ chia miếng bánh này ra một nửa trước. Đó, chia miếng bánh ra một nửa trước. Sau khi con chia miếng bánh ra một nửa rồi, con tiếp tục chia nửa của hai miếng bánh con vừa chia. Ôi, con chia nửa cho chị ba cho lộn. Con Mi nói lộn. Sorry các bạn. 6 phần lộn mà, con chia 2 thì có 4 thôi. Chia 3 nha. Chia 3 phần bằng nhau của một nửa. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Rồi, đó. Để mình viết ở đây ha. Số 1, số 2, số 3, 4, 5, 6. Đó. Rồi, con Mi nói lại cách chia nha. Đây là cái miếng bánh đầu tiên của con nè. Con sẽ chia cái miếng bánh to này thành 4 miếng bánh. Miếng bánh đầu tiên ở góc bên phải, con sẽ chia đôi miếng bánh nó ra trước. Chia đôi ra. Sau khi con chia đôi miếng bánh này ra thì phần một nửa của miếng bánh này con sẽ cắt làm 3 phần bằng nhau. Thì con sẽ có 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi, làm tương tự demo lại cho miếng bánh tiếp theo ha. Con sẽ chia đôi miếng bánh này ra trước. Chia đôi ra. Sau khi chia đôi, thì con chia 3 bằng nhau. Chia 3 bằng nhau. Đó. Và tiếp tục điền tiếp. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Rồi, và mình làm tương tự với nửa miếng bánh còn lại cho ban đêm. Con lại tiếp tục ha. Ở góc 1 phần 4 này, con lại chia miếng bánh của con ra làm 2. Đó. Sau đó lại chia 3. Chia 3. Rồi. Và con điền tiếp. Bắt đầu lại ở số 1 ha. 1 giờ chiều, 2 giờ chiều, 3, 4. 5, 6 giờ, 6 giờ tối. Và tiếp tục, con lại chia tiếp, chia đôi và chia 3 cho quỹ thời gian cuối ngày và ban đêm. 7 giờ, 8 giờ, 9, 10, 11 giờ đêm và 12 giờ đêm. Không biết ai làm cú đêm 12 giờ còn thức không? Ôi cô! Con nghe. Em thấy thiếu cái kim đó cô. Hai cái kim. À, thiếu hai cây kim. Rồi. Và hai cây kim sẽ là cái mà mình có thể vẽ thêm minh họa vô sau ha. Kim ngắn. Bạn... kim ngắn thì giờ, kim dài thì phút. Đúng, đúng. Chính xác. Thì bây giờ các bạn giúp cô My là sau khi con làm xong cái vòng tròn này và con đã viết số từ 1 tới 12 giờ trưa và từ 1 giờ chiều đến 12 giờ tối. Thì con sẽ gõ số 2 vào ô chat giúp cô khi con đã làm theo kịp cô tới đây rồi. Con biết viết số cô. Con không biết viết số hả? Từ 1 tới 12 nè. Con nhìn thấy cái bài của cô không? Thấy. À, con viết từ 1 tới từ đầu ha. Bắt đầu từ cái khung đầu tiên. Từ mình sẽ bắt đầu từ 1 đến 6.
Nè, con nhìn theo cái bài của cô My ha. Con đánh theo bài của cô My Yeah. nè. Rồi, 24 giờ của mình đó. Sorry các bạn, là hôm nay cô My không có chỉnh cái góc ánh sáng à. Thấy nó hơi bị tối các con. Nhưng mà các con nhìn thấy mà đúng không? Có Ngọc xong rồi nè. Nữa thì tốt hơn được đúng không? Ok đó, ok. Cô ơi, chờ con với cô. Ôi cô mi đang chờ đây. Ai mà mình xong á thì mình đi lấy một tờ giấy nháp giúp cô. Không cô. Bạn Ruby, bạn Ruby đâu, ai làm xong cứ giơ lên ha, đánh số Có 2. đủ một quyển được không cô? Không đủ với con không đủ biết hết là con phải chia giống cô ha, từ 1 tới 6 tới 10, 12. Rồi con làm lại nè, rồi Nubi con nhìn cô nè. Con nhìn lên cái bảng của cô My nè. Đâu rồi cái bảng, cái tay cô My ha. Cô My đang, giờ cô My spotlight lại cái tay của cô My nè. Đây, từ từ. Rồi các bạn nhìn cô nè. Khi con chia số. Đây. Nubi con nhìn cô nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Số 6 của con đang giống cô My rồi nè. Nhưng mà tới số 12 của con là con phải chia nè. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Con số 12 của con nó phải nằm ở dưới đây. Con số của con, chỗ đó nó lại là số 11 là không đúng rồi. Sửa lại. Được chưa? Số này phải là số 12 nha. Đó. Rồi, bạn Anna là đúng rồi. Bạn Anna làm đẹp rồi. Bạn nào xong cứ gõ số 2 vô giúp cô. Ok, bạn Vân. Rồi, có ai chưa kịp? Cố lên các bạn, con chia ha. Nếu có bố mẹ con mà con không làm có sự cố thì con có thể hỏi bố mẹ giúp con vụ này một chút. Bạn Khang làm tốt. Rồi, và con các bạn nhìn bạn Khang ha. Đó, bạn Khang chia ok nè. Tất cả các con số là đều ha. Giữa cái vị trí số 6 là nằm ở nằm hàng nằm ngang nè. Số 12 nằm ở dưới đáy nè, là đúng rồi đó, chính xác. Rồi, bạn Nhi là cũng đúng rồi, chính xác. Rồi quay lại cô nha. Cô My đã thấy có rất nhiều số 2 rồi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu tiến tới việc thiết lập thời gian biểu của con trên cái đồng hồ này. À, và đừng quên là viết cái tiêu đề của con ha. Là daily routine. Đây là một ngày của con nó diễn ra như thế nào ha. Mình có thể viết tiếng Anh hoặc tiếng Việt tùy các bạn. À, thôi viết tiếng Việt đi ha. Cho tất cả mọi người đều dễ viết. Là một ngày của em. Rồi, con sẽ viết cái tiêu đề ở đây giúp cô My nha. Và mình có thể chọn một cái kiểu chữ thú vị, là cô My chọn kiểu chữ giả khối, rất dễ viết. À, rồi viết nha. Số 1 viết lại bình thường thôi. Viết chữ in hoa trước. Một ngày. Rồi chữ của là nó là những cái từ nối, nên cô My không cần phải viết in hoa nó, cô My viết bằng chữ bình thường thôi. Và chữ em cô My sẽ viết to lên để đại diện cho ngày của mình ha. À. Sau đó cô My bắt đầu giải khối chữ bằng cách là tất cả các cạnh của những cái chữ này ở bên tay trái cô sẽ viết thêm cho nó một cái thanh vô cho nó dày lên như thế này. Đó, cho nó dày lên ha. Tất cả các cạnh của chữ luôn, từ chữ A cho tới chữ G, cho tới chữ G, chữ H. Chữ Y thì cô My sẽ đổi về cái cạnh này ha. Đó. Chữ E cũng thế, dày ra. Chữ M cũng thế. Bạn nào đã được học sketch note với cô Amy rồi là chắc chắn con sẽ biết cái kiểu này. Nó rất nhanh và nó làm cho bài vẽ của con viết tiêu đề rất là đẹp. Đó, mình có một ngày của em. Rồi mình Cô hoàn ơi, con chưa thể hiện. À, cô Amy đợi. Cô Amy cô vừa viết vừa làm với con ha. Có thể vẽ một ông mặt trời ở đây để thể hiện một ngày của mình rất là đó, tươi sáng.
Rồi. Một ngày của mình thì mình viết một bên là mặt trời, một bên là mặt trăng. Cũng được. Ví dụ như đây là ban ngày ha. Ví dụ từ 1 cho tới 12 là ban ngày nè, đúng rồi đó. Con hoàn toàn có thể chỉ con mặt trời ở đây. Đó là ban ngày ha. Rồi bên đây khúc dưới này mình có thể vẽ một cái ông mặt trăng. Bạn nào có ý kiến đó hay quá, cô My học hỏi ngay. Rồi vẽ ông mặt trăng vô đây ha, đang ngáp ngủ, ngáy khò khò. Thêm cá tính của mình vô ha. Rồi con chỉ vô đây là ban đêm. Cô, một ngày của em mà không vẽ thêm cái đồng hồ báo thức luôn đó cô. Được, con biến cái này thành đồng hồ báo thức cũng được ha. Hay, học luôn, học hỏi bên đi ha. Rồi quốc cái này thành cái đồng hồ báo thức luôn. Đây. Cho nó có cái nút ha. Rồi nó có hai cái cục reo reo hai bên. Cô cho con biết bằng tiếng Anh được không cô? Được, con thấy ngôn ngữ nào mà cảm thấy thoải mái khi sử dụng thì con cứ viết. À, con bị biến thành cái đồng hồ báo thức. Có cầm cái cầm tay của cô ơi. À, được, được. Con có thể thêm ha, tùy các bạn. À, con đang viết đồng hồ treo tường mà cô. Con dùng đồng hồ treo tường thì con móc nó lên tường thôi, không cần phải lấy hai cái khuy. Đó. Rồi, ai đã xong giống cô My tiêu đề hết rồi, gõ số 3 cái khung chat. Kịp rồi thì gõ số 3 giúp cô. Cô. Con nghe. Con chưa kịp cô. Con chưa kịp thì con làm tiếp đi, con đi đợi chút. Bạn nào đang cứ xài bút chì thì cứ xài bút chì nha, về nhà viền lại không sao hết. Đó, con thấy ha. 1 tới 6, 6 tới 12. Rồi 1 tới 6, 6 tới 12 lại. Đó. Tiêu đề, một ngày của em. Mặt trời đại diện cho một nửa bên ban ngày. Mặt trăng đại diện cho một nửa đêm, ban đêm. Rồi. Rồi, mới có 3, 4 số 3 à. Những bạn còn lại đâu hết rồi? Chú. Ôi đông quá, lâu rồi cô My mới gặp rất là nhiều bạn nhỏ như vậy. Tiếp ha, cô My đã có được 7 số 3 rồi, còn ai xong nữa không? Ai đã viết tiêu đề xong rồi, một ngày của em hay là my day cũng được, tùy con. Không biết tiếng Anh thì nó ngắn lại, tiếng Việt thì nó hơi dài dòng chút. Nhật Anh xong, Sunny xong, Khôi xong, Vani xong, Nam, Đăng, Ngọc, Nhật Anh, Hoa, Ngọc Hoa. Rồi, ôi nhiều quá. Rồi, theo kịp cô nha. Tiếp, bắt đầu. Bây giờ sẽ là khoảng thời gian mà chúng ta sẽ phân bổ cái quỹ hoạt động của mình vào tương ứng với các mốc thời gian. Ví dụ con nhìn ha, nhìn trước cái bài của cô My ha, mà cô My đã làm. Thử, đây là một ngày của cô My nè. Con sẽ thấy là dựa vào cái hình mà cô đang vẽ ha, thì cô My đi ngủ vào lúc 11:30 tối. Ở giữa số 11 với 12 là rưỡi ha. Đó. 11:30 tối cô My đi ngủ cho tới 7:00 sáng cô My thức. Cô cho con nhìn cái tiêu đề cô. 11 giờ như thế này là đảm bảo là ai cũng đi ngủ trước cô luôn đấy cô. Đảm bảo rồi. Rồi. Đây ha, tiêu đề là một ngày của em. Chứ đây là một ngày của em nha. Rồi các con nghe cô My nè. Giờ mình đừng bọc mic ha. Mình nghe cô My nói trước rồi ai thắc mắc mình trả lời mình hỏi sau. Con nghe cô My thuyết trình một ngày của cô My trước nha. Xong rồi con sẽ bắt đầu mường tượng về một ngày của con. Con thử mình sẽ sắp xếp như thế nào. Ví dụ ha. Một ngày của cô My là ban đêm ha, 11:30 bắt đầu cô My đi ngủ. Cho đến 7:00 sáng hôm sau là cô My thức dậy. Thì con sẽ thấy ha, đây là quỹ thời gian đi ngủ đây. Từ 7:00 tới 8:00 thì cô My đi tưới cây, làm vườn. Từ 8:00 tới 9:00 là thời gian mà cô My quay những cái video YouTube tự học về sketch note trên cái kênh YouTube của mình. Rồi,
từ 9 giờ tới 12 giờ là khoảng thời gian mà cô My làm việc. Thì tương ứng có thể đó là khoảng thời gian con học bài hay con vui chơi gì đó. Rồi. Sau khi làm việc xong từ 12 giờ đến 1 giờ thì mình nghỉ trưa. Mình ăn cơm rồi mình nghỉ ngơi rồi đó. Mình ngủ chút. Cho tới 1 giờ rưỡi mình quay trở lại với công việc của mình. Làm việc tới 4 giờ chiều. Thì việc mà con chia những cái bánh xe thời gian này vào tương ứng với con số thì con sẽ rất là dễ nhìn ha và đọc được cái thông tin. Từ mấy giờ tới mấy giờ con làm gì? Từ 4 giờ đến 5 giờ làm vườn. Từ 5 giờ tới 7 giờ ăn cơm, đó, xem TV hoặc là làm gì đó. Từ 7 giờ tới 9 giờ là khoảng thời gian cô My đang dạy học tụi con đây, đúng không? Đó, 7 giờ tới 9 giờ là dạy học. Nếu như thời gian này cô không dạy học tụi con thì cô My đi đánh cầu lông, một trong hai ha. Và từ 9 giờ tới 11 giờ sau khi dạy học tụi con xong thì cô My sẽ luyện vẽ sketch note và viết nhật ký. Thì đó là kết thúc một ngày của mình như thế này. Vậy với tụi con, mấy giờ con đi ngủ thì con thử thể hiện đây. Ai đi ngủ cầm cái thước theo ha. Bây giờ là tới phút mà cầm cái thước rồi đó. Ai đi ngủ lúc 10 giờ thì kẻ một cái đường thẳng nối từ tâm tới con số 10. Ai đi ngủ lúc 11 giờ kẻ đường thẳng từ tâm tới con số 11. Tùy con. Mỗi người ngủ một giờ khác nhau. Không ai phải ngủ giống giờ của cô hết. Tại vì cô lớn thì cô có thể ngủ khuya hơn tụi con một chút. Con sẽ canh theo cái ngày bình thường con á. Mấy giờ con đi ngủ? Mấy giờ con thức dậy? Thì cô My ha. Cái này là một năm trước rồi. Cho tới thời điểm hiện tại thì bây giờ cô My còn thức khuya hơn. Cô, con nói này cô. Ừ? Ý là con đi ngủ từ lúc 9 rưỡi. Con cả giữa số 10 với lại là 9. Số 9 là cô. Đúng, chính xác. À. Rồi cái gì mà nó rưỡi vô là nó làm ở giữa của cái số đó ha. Dạ, con biết rồi. Okay. Số rưỡi là số đặt giữa hai số từ số 6 đến số 2. Rồi, rồi vẽ dùm cô My liền nha. Hiện tại tới giờ là cô My thức khuya quá, 12 rưỡi mới đi ngủ luôn, mới kết thúc một ngày. Không thể nào làm xong hết các cuộc lốt của công việc vì bây giờ nó quá nhiều dự án. Thì cô My sẽ bắt đầu kẻ một đường thẳng nè. Vô ở giữa, rồi. Đụng vô cái vòng tròn bên trong thôi nha. Đừng có đụng ra cái vòng tròn ngoài. Đụng cái vòng tròn bên trong thôi. Rồi, về mấy giờ thức dậy ha? 7 giờ vẫn thức dậy. Đụng về cái vòng tròn ngay số 7. Là đó là thời gian mình đi ngủ. 8 giờ được không cô? Con ngủ dậy 8 giờ thì con chỉ... ngủ 8 giờ tới 5 giờ dậy. Đó tùy con ha. Con hôm nay nhất mà con thứ 7 thì con luôn luôn phải dậy sớm vì con phải đi cái đó. Được, ai làm kiểu gì cũng được, hiểu nguyên lý của con My đang chỉ là được. Còn con muốn mấy giờ dậy, mấy giờ ngủ cũng được hết. Okay. Tiếp nha. Tụi con mà hỏi nhiều là mình sẽ trễ đó. Mình tiếp tục cho nó kịp giờ nha. Tiếp theo, từ 7 giờ cho tới mấy giờ thường ra thời gian con đang học bài, con đi học ở trên trường đó. Hay là con ăn sáng nó sẽ rơi vào khoảng thời gian nào? Ví dụ 7 giờ dậy thì ăn sáng đâu độ, ăn sáng rồi làm các cái việc vệ sinh cá nhân một tiếng đồng hồ đi ha. Tới 8 giờ là chuẩn bị bước ra khỏi nhà đi học, ví dụ thế. Rồi con mới sẽ bước trời chỉ ra đây, chỉ đến con số 8. Thì con My sẽ viết ở đây trước ha. Giờ mình sẽ làm nháp trước. Ở đây là thời gian ngủ nè. Viết nháp trước nha. Rồi các bạn tắt mic giúp cô My chứ để ồn. Rồi đây là thời gian cô My ngủ nè. Đây là thời gian chuẩn bị là ăn sáng. Ăn sáng và vệ sinh cá nhân. Rồi viết chữ vệ sinh cá nhân ha. Viết tiếng Anh nó ngắn là 2 chin thôi. Viết tiếng Việt nó dài quá. Viết tắt là vệ sinh cá nhân đi ha. Thời gian đi học là 7. Không khô được. Tắt mic giúp cô My hả? Từ 20. Từ 20. Cô ơi cô. Dạ cô nghe. Ủa vì đang lại có 3 cái kim nhỉ? Cô con biết là cái kim giờ với lại là cái kim một phút. Kim có tiền giây đó. À, nhưng mà không cần cũng được con. Đồng hồ cơ bản mình chỉ cần giờ và phút là được rồi. Con không cần kim giây vì con khó lắm. Tại vì giây là nó nhỏ quá, đơn vị đo thời gian ngắn quá, mình không cần tính cũng được. Dạ, con rồi. Không cần kim giây đâu. Ok, rồi tiếp. Từ 8 giờ cho tới... Kim chạy nhanh nhất trong các kim. Rồi nghe cô ha, 8 giờ tới 11 giờ là cô My đi học. Ví dụ giờ cô My tưởng tượng cô My là một học sinh học lớp 1. Thì 8 giờ tới 11 giờ là giờ đến trường ha. Đó, school time. Rồi, thời gian này đi học.
Đi học tới mấy giờ mới được ăn cơm? Thường tụi con đi học trên trường mấy giờ? Con đang làm nháp rồi cô. À, cô mới ghi nháp trước. Chưa có vẽ ha, ghi nháp trước. Để con chia thử con đúng rồi, lúc có thay đổi gì không. 11 giờ con mới đi học ha, 8 giờ tới 11 giờ học, 11 giờ tới 12 giờ là ăn cơm, nghỉ ngơi. Đó. Ăn cơm, rồi lunch và nap. Rồi ở đây. Ồ, nap cho tới 1 giờ đi ha. Hồi thưa con mới nhớ hồi học tiểu học là ngủ dữ lắm. Ngủ hả? Ở trường con là ngủ dữ nhất luôn ấy. Ngủ tới mấy giờ? Con ngủ từ 11 giờ đến tận 1 rưỡi. À, 1 rưỡi thì con vô giữa số 2 ha. Thôi con mới ngủ tới 1 giờ thôi. Rồi, đây. Là mình sẽ có ăn cơm và ngủ luôn. Tiếp ha. Sau khi mình ngủ dậy rồi thì mình sẽ xế. Ăn xế ha. Rồi mình chơi trò chơi. Đó, thể dục, thể thao đồ, cái tiếng đồng hồ, ăn xế. Rồi học một phát cho tới 5 giờ mới được về. Chỗ đây ha. Chỗ đây là ra chơi đi. Nghỉ giấy lao ha, ra chơi. Cái này á là cô My đang tưởng tượng ha. Là cô My là một đứa trẻ học lớp 1 thì như thế này. Nhưng với tụi con có thể nó khác. Với tụi con có thể là nghỉ trưa xong á là vô học luôn, không có được nghỉ ngơi chỗ này ha. Mà 3 giờ chiều gì đó con mới được nghỉ. Thì nó sẽ tùy thuộc vào cái quỹ thời gian của con. Tùy thuộc vào thời gian con đi học trên trường á, con nghỉ sao con làm y chang vậy. Rồi, mấy giờ con được về? Nếu như mà đi học ở trường mà không đủ đảm bảo lúc học, nên lúc đang học bỏ thì nên cả lớp cô ơi luôn. Cô 4 giờ là trường con tan học rồi cô. Thì con tan về sớm. Cô 5 giờ mới được tan ha. Thì cô ghẻ cho số 5, con ghẻ cho số 4. Cô em cũng muốn 4 giờ mới tan học, ai cũng 4 giờ tan học. Tan học rồi thờ cô. Rồi, kể ok. Kể cả lớp 1 luôn mà cô. Ok. Thôi cô My là học lớp 1 ở một vũ trụ nào đó mà tụi con không tìm ra được. Rồi, vì các bạn đồng thuận là 4 giờ ra trường thì thôi 4 giờ cô My tan ha. Rồi 4 giờ học ít lại để còn chơi nữa. 4 giờ, rồi 4 giờ rồi về con có đi đâu làm gì nữa không? Hay là con về con ăn cơm luôn? 4 giờ tới 6 giờ là thời gian ăn cơm và nghỉ ngơi luôn ha. Không, 4 từ giờ phát là con phải đấy rồi là thứ 6 là con đi học đọc học thêm mình là thứ mấy thứ bình thường là cái khỏi đi con về nhà học bài luôn. Ừ rồi, ai mà học thêm thì vẽ vô thời gian học thêm, ai không học thêm thì đi đánh cầu lông, đi đá banh được. Thôi con đi đánh cầu lông. Cô con nghe cái đây. Ở bên cạnh cái mà đi học về là cái gì vậy cô? Là con đi đánh cầu ha. Đây là việc học à, học. Ý là ở sau á cô. Đây hả, ra chơi. Cô My là ra chơi, con có ra chơi không thì con viết vô. Ra chơi bây giờ con. Ừ, tùy con ha. Cái ai ra chơi thì ra chơi, còn không ra chơi học luôn. Rồi cô My đây là cô My đi đánh cầu. Ai đi đá banh thì đi đá banh. Ai đi học thêm thì đi học thêm. Rồi sau khi cô My đánh cầu lông, tiếng rưỡi ha, 4 giờ tới 5 giờ rưỡi thì cô My về nhà tắm rửa nghỉ ngơi ăn cơm cho tới 7 giờ chuẩn bị vô đu đồ kit học đu đồ kit cho cô Amy. Đó. Rồi thời gian này là ăn tối và vệ sinh cá nhân tiếp, vệ sinh cá nhân. Đó. 7 rưỡi tới 8 rưỡi cho lục qua lục đục lại tới 9 giờ đi ha, là mình đang học đu đồ kit. Đó. Tiếp ha. Và cuối cùng sau khi đu đồ kit xong 9 giờ tới 12, thôi 9 giờ tới 11 giờ đi ngủ. 8 giờ em đi ngủ rồi. Rồi con đi ngủ sớm vậy, bây giờ còn đang học đu đồ kit mà sao đi ngủ được. Ngủ sớm thế. Đu đồ kit thì cái gì à? Thì con ngủ mua một tí. Rồi, 9 giờ tới 7 giờ đi ngủ luôn ha. Rồi, ngủ. Âm 7 giờ đi học đu đồ kit là đi ngủ khỏi học luôn. Thôi học xong rồi ngủ ha. 9 giờ ngủ.
Ơi, ơi giờ đi. cô nhanh quá con không kịp. Mi đợi mà. 10 giờ con Mi mới đi ngủ. 9 giờ đến 10 giờ xem cô, tivi. Nhìn cái tin nữa là con có thể thức. Thức đến cô thì làm gì vậy? Thì là gì vậy cô? Cô cho em đi ra nha cô. À, bạn nào mệt quá thì nghỉ. Còn giờ ra chơi ha, thì con tùy con các bạn. Con không có giờ ra chơi thì thôi, con hoàn toàn có thể tắt ha. Con không cần là, là ở sau lưng á cô. Ở sau á. Ăn trưa? Con không ngủ trưa, ăn trưa à? Có cô. Rồi. Ăn trưa. Đây ha, ăn tối về vệ sinh cá nhân đây. Là buổi tối. Rồi, xong. Về bắt đầu chuẩn bị cô Mi tiến hành vẽ. Khi cô Mi đã sắp xong thời gian biểu của mình rồi, ngủ nè, từ 10 giờ tối ngày hôm trước đến 7 giờ sáng ngày hôm sau. Các bạn nghe cô trước nha, là cô Mi ngủ rồi 7 giờ tới 8 giờ ăn sáng vệ sinh cá nhân, 8 giờ tới 11 giờ đi học, 11 giờ đến 1 giờ nghỉ trưa ăn trưa, 1 giờ đến 2 giờ ra chơi xế ăn xế chiều, 2 giờ đến 4 giờ học tiếp, 4 giờ tan trường đến 5 giờ rưỡi đi đánh cầu, 5 giờ rưỡi tới 7 giờ ăn tối vệ sinh cá nhân, 7 giờ đến 9 giờ học đưa được kít, 9 giờ tới 10 giờ coi tivi hoặc là đọc sách, rồi 10 giờ lên giường đi ngủ. Con là người sẽ tự biết quỹ thời gian của con sẽ phù hợp với con như thế nào và canh như thế nào cho chính xác. Đây là nó phù hợp với cô ha. Ví dụ như con không thích học nhiều, có thể bớt thời gian lại. Con thích học nhiều hơn, con có thể giãn thời gian đó ra tùy vào cái khoảng thời gian của con. Còn cô My sẽ hướng dẫn các bạn ha, vẽ ví dụ ha, thể hiện cho việc mình ngủ. Con hoàn toàn có thể vẽ cái giường, mình đang nằm trên cái giường và mình đang ngủ ngáy khò khò. Vẽ vẽ tranh được không cô? Hả? Vẽ vẽ tranh đang ngủ cô. Một bạn nói cho con, rồi con nói nhiều quá cô My sẽ không nghe được. Một bạn nói thôi. Cô ý là con vẽ mặt trăng ngủ được không cô? Được, con hoàn toàn có thể metaphor bằng học mặt trăng đang ngủ. Dạ. Yeah. Ừ. Rồi vẽ hình mình ngủ đây, hoặc là con vẽ một mặt trăng đang ngủ đều được. Rồi cô Mi vẽ mình vào đây, con vẽ con vào đây, ngủ. Đây là những cái mà con đã học ở Doodle Kids rồi. Rồi. Đắp cái mền ha. Rồi và cô Mi ghi ở đây là ngủ. Cô bình thường cô sẽ lên đi học hành đó. Cô ơi, cô có đọc cái lúc mà ta ngủ là ngay cái máy đi đi luôn. Cô không có gì rõ chữ. Cô ơi cô. Ừ? Cô đọc là đầy đủ dũng con với chứ con không có nhìn rõ chữ nữa cô. Lát cô Mi viền, giờ cô Mi sẽ viền vẽ bằng bút đen ha. Tụi con vẽ bút chì đi, đừng vẽ bút đen giống cô nha. Cô Mi vẽ bút đen cho tụi con dễ nhìn. Còn tụi con vẽ bút chì hết đi. Cho khỏi. Ấy là con không thấy chữ. Thì giờ cô Mi lại nè. Đúng vậy giờ. Nghe các bạn, tụi con hôm nay cô Mi có một mình nè. À. Cô Mi bình thường đi dạy là luôn có host đi theo cô Mi. Chứ cô Mi không có host là cô Mi sẽ không có ai hỗ trợ cô hết. Nên tụi con hợp tác giúp cô Mi ha. Là con không chịu. Giờ con chịu, con không biết ghi cái gì. Thôi được cô Mi đây. Cô Mi sẽ làm, con cứ làm theo cô ha. Làm step by step theo cô. Là con sẽ viết dạ, được chữ. Dạ để con cứ để đó đi tí nữa à, cô. Chút quay lại. Con. Rồi vẽ mình đang ngủ vô cái khoảng thời gian ngủ của con trước đi đã. Bằng cách là vẽ cái mền đây. Hình chữ nhật. Và một đường thẳng. Con có cái mền. Là đi đâu ra. Tắt giúp mic cô Mi ha. Cô Mi không biết ai đang bật mic á. Rồi vẽ mình vào đây. Hoặc là có thể vẽ ông mặt trăng đang ngủ đều được. Rồi đang ngủ ha. Có thể là hẻ miệng ngáy khò khò. Đó. Học hỏi các bạn. Mình vừa nói mà mình vừa làm nha các bạn. Tay miệng nói mà tay làm nha. Chứ đừng nói không, lát không có gì hết á. Rồi ngủ. Đến hoạt động ăn sáng chỉ diễn ra từ 7 cho tới 8 giờ. Là một con cái phải que cô, chứ không biết người thành được. Tại vị trí ngắn như thế này thì tụi con giúp cô Mi ha. Mình chỉ còn vẽ một cái bát cơm và mình viết chữ thôi. Rồi, viết ở đây ha. Cô Mi canh. Vẽ lại đây. Ăn sáng. Viết chữ in hoa hết. Cho nó dễ nhìn. Ăn sáng. Vẽ cái bát cơm của mình đây ha.
Rồi. Cộng với vệ sinh cá nhân, cô bị viết tắt à, cá nhân. Rồi. Đây là ngủ. Rồi tiếp, 8 giờ tới 11 giờ. Mình sẽ đi học, hoàn toàn có thể vẽ những hình ảnh liên quan đến đi học mà con thích. Ví dụ một chiếc xe bus, hoặc là con đang xách cái cặp, hoặc là cái cặp, hoặc là cái trường. Muốn vẽ cái hình gì cũng được, đại diện cho việc đi học. Ví dụ cô Amy ha, vẽ cái trường. Rồi. Bãi đất. Ngôi cô nhà. Ơi Thảo An có việc nên vô muộn tí, cô cho bạn cô yeah. cho bạn vô muộn tí ạ. Bạn đang yeah, vào. Dạ yeah. yeah, rồi. Cô cho con vẽ cái cặp được không cô? Được, con vẽ cái này mà con tự tin nhất á. Ôi Amy không biết là Amy có đang cho các con vô lớp hết chưa. Thảo An vừa mới vô được cái cô ạ. Dạ. Yeah. Sorry cả nhà, nay có mình em mà em hơi không có rành công nghệ cho lắm. À. Rồi các bạn kêu cô My tiếp nha. Đi học, vẽ ngôi trường. Rồi ngôi trường là hình tam giác với hình chữ nhật ở dưới ha. Và con hoàn toàn có thể làm cho ngôi trường trở nên to hơn bằng cách là con vẽ thêm hai cái hình chữ nhật bên cạnh như thế này. Đó. Là con sẽ thấy đồ sộ hơn ha cho ngôi trường của con. Cô ơi, cô đi học là con không biết vẽ gì, nhưng con có thể ghi tên của trường con không cô? Được, con viết tên trường con vô đây được. Dạ có, con biết tên của trường con. Được. Và viết chữ đi học ha, in hoa luôn. Ví dụ trên trường con My thường hay có thấy có lá cờ, vẽ thêm cái lá cờ ở đây. Đó. Vẽ thêm cái cây ha, vẽ thêm cái cây. Rồi. Những cái này là tụi con đã được học hết rồi ha. Chấm thẳng cong tròn vuông tam giác mình ráp lại thành một ngôi nhà. À, sketch note, hình và chữ đi song hành cùng nhau. Rồi tiếp, tới ăn trưa ha, 11 giờ đến 1 giờ chiều. Thời gian nghỉ ngơi và ăn trưa. Thì đây có rất là nhiều đất để mình diễn đây. Thì mình sẽ có thể vẽ ha. Ngủ, mình vẽ rồi. Mình không vẽ lại gì nhiều quá ha. Thì con My chỉ còn vẽ cái bịt mắt. Hoặc là vẽ những cái dấu vết vết thôi. Để gì cho ngủ. Và ăn trưa thì con My có thể vẽ cái món ăn mà con My yêu thích cho buổi trưa. À, ví dụ như có thể vẽ cái khay bento ha. Ăn trưa, nó có cái khay đồ ăn. À, chia cái khay đồ ăn đó ra thành nhiều ngăn. Ví dụ như thế này. Chia ra. Rồi, bên đây là trứng. Rồi, bên đây là cơm. Rồi, bên đây là tôm chẳng hạn. Rồi, bên đây có thể là rau. Rồi, tiêu hay gì đó. Con thì chia giống như là cái khay cơm ở trường con. Ừ, cũng được. Giống như cái căng tin con á. Đó. Rồi, để cho cái căng tin, cái bên để cho cái khay cơm của con nó sinh động hơn, con bọc cho nó thêm một cái vòng nữa. Cảm giác là cái khay của mình nó dày lên. Đó. Về ghi chú ha. Ăn trưa. Rồi, cộng với ngủ. Và có thể thêm dấu chết chết vô đây. Thể hiện ngủ. Đó. Rồi tiếp. Cứ theo cô ha. Có con cứ theo cô từ từ. Không xong xong rồi vẫn có recording video. Không sao hết. Ra chơi. Và ăn xế. Ví dụ như là ăn kem. Hoặc là ăn chè. Uống rau má. Uống đậu nành hay gì đó. Cho buổi xế khi mà ngủ dậy là thường thường hay. Cô, ở trường mỗi con ấy. Ai cũng ngày nào ra về cũng mua. Có mua một cái canh gì ấy. Như tấm cay. Chân gà cay này, mật ong này, nhiều thứ. Ra chơi ha, thôi giờ mình vẽ ra chơi, My vẽ một quả bóng đi, đại diện cho việc là giờ ra chơi được dễ lao. Thì con My sẽ vẽ một quả bóng ở đây, nhỏ nhỏ. Ra chơi thì mấy bạn con hay chơi nhưng con sẽ cô coi dài lắm, 5 phút đi cô. Con My cho dễ làm 1 tiếng đồng hồ luôn. Tùy con, nếu mà con chỉ được ra chơi có 5 phút thì hơi ít quá. Ít nhất phải được ra chơi 1 tiếng chứ. 20 tiếng mà. Rồi viết chữ ra chơi đây. Rồi tập trung. Chị nào, phải đưa ra đâu,
chọn ăn xế. Rồi, xong, được chưa? Con vẽ xong rồi con khoan hãy bôi nha. Con vẽ xong con đồ bút mực về nhà đồ. Còn ai mà đang vẽ bút mực và đồ giống cô á thì khoan hãy bôi ha, bôi mấy cái cũ trước. Chứ con bôi ngay lập tức lên cái đó là cái chữ con vừa mới viết là nó lem á. Rồi. Sau đó giờ cô Mi mới quay lại cô Mi bôi nữa nè. Cô Mi tiếp nha. Sau khi ra chơi xong rồi vô học lại tiếp. Thì lúc này ha, ở phần học con có thể vẽ một cái môn học mà con rất là yêu thích ở đây. Bất kỳ môn học để đại diện cho việc học của con mà con rất thích: vẽ, âm nhạc, tin học, khoa học, địa lý, lịch sử, toán, văn, anh. À, con thích môn gì con vẽ môn đó. Cô Mi rất là thích học môn tiếng Anh và môn vẽ. Rồi, vẽ ra đây. Ai thích học thể dục thì vẽ. Đúng con nha, con không thích, con đang con đi làm học. Con thích học anh, xong rồi con còn học thêm cái vẽ anh nữa luôn. Ok, ok. Rồi, tập trung các bạn. Tự vẽ vào vở. Cô, ở trên lớp là lâu lâu có hay học STEM, nhưng con thích học STEM. À, học STEM cũng hay. Rồi, về viết chỗ đây nha. Dạ. Con sẽ viết mấy cái thủ công. Vì con học STEM hay học thủ công lắm cô. Được. Con vẽ mấy cái đồ thủ công vô. Cô Mi học tiếng Anh, cô Mi vẽ chữ tiếng Anh vô cuốn vở nha. Rồi cô Mi học vẽ nữa, cô Mi sẽ cộng thêm vẽ, rồi cô Mi vẽ cái bút. Vẽ cái bút. Đó. Con học môn gì? Học tiếng Anh thì con viết chữ tiếng Anh, con học toán con có thể viết là 1 cộng 1 bằng 2 chẳng hạn. À, hay con học tiếng Việt. Wow, đúng là ngày một ngày buổi của con siêu nhiều luôn á cô. Ok. Thì mình vậy mình mới biết là mình sắp vô gì là con mới thấy là còn các đồ kiếp thì con còn học tiếng Anh hay con còn học được cái gì? Học vẽ. Còn nó con quá trời nét luôn á cô, quá trời nét. Từ 8 giờ ngủ đến 5 giờ. Giờ vậy, 6 giờ mình xin cái nhân vậy đi ạ. Rồi, chút nữa mình vẽ sau ha. Giờ mình vẽ đã. Tập trung với bạn, tắt mic giúp cô ha. Rồi, 4 giờ tới 5 giờ rưỡi khi mình được tan trường. Cô Mi tụi con đi đâu hả? Cô Mi thì đánh cầu lông. Cô Mi sẽ vẽ cái vợt đánh cầu lông đây. Con chưa làm tối. Mi đang vẫn đang làm cùng tụi con đây. Con chưa làm tối nên giờ không phải đợi. Không sao, kể có recording video các bạn có thể xem lại ha. Còn giờ theo cô trước đã, theo cho cô cho kịp đã. Cầu lông ha. Rồi bạn thích học môn thể thao gì hay bạn biết nhảy gì đó bạn biết chưa? Rồi bạn cô Mi sẽ viết ở đây ha, đánh cầu lông. Cô Mi không có biết tắt mic các con. Các con tắt mic giúp cô. Rồi, vẽ thêm cái trái cầu lông bên này cũng được ha. Rồi. 6 giờ tới 7 giờ mình ăn cơm, mình vệ sinh cá nhân trước khi mình lên với cộng đồng Doodle Kids. Rồi, cô Mi lại ăn tối à. Có thể vẽ cái món ăn hôm nay được ăn là gà chiên mắm và với cơm ha. Cô Mi vẽ cái đùi gà. Rồi, vẽ cái hình cái đùi gà đây. Rồi, chén cơm. Rồi, về thì thể hiện thông tin ở đây ha, là ăn tối và cộng với vệ sinh cá nhân. Rồi, chỗ đây vệ sinh cá nhân mình đã có vị trí rồi. Con hoàn toàn có thể vẽ cái chai sữa tắm. Ôi cô, con nghĩ là vẽ thêm cái nồi cơm nữa cô. Được, con muốn vẽ cái hình để nó nồi cơm được. Cái nồi cơm ấy là mình vẽ rồi, sợ cho mình ăn được chứ.
Rồi, vệ sinh cá nhân. Sau khi ăn tối, no bụng rồi, vệ sinh cá nhân sạch sẽ rồi, tắm rửa thơm tho rồi, thì cô My bật máy tính lên, lên học LuluKids. Cho tới 8 giờ rưỡi đến 9 giờ ha. Một cô ơi, cô ăn xé, con sẽ vẽ một cái giỏ đồ ăn. Được, con có chỗ thì con vẽ giỏ đồ ăn. Con hay bỏ cái giỏ. Được, được. Rồi, vẽ LuluKids ha. Vẽ cái... Mình vẽ Rota nè cô. Hả, cô nghe? Nay vẽ Rota nè cô. 8 rưỡi con. 8 rưỡi. 7 rưỡi đến 8 rưỡi ha. Rồi, vậy cái máy tính. Cái máy tính. Máy tính là cũng đã học rồi ha. Thật, cái... thật là vẽ quyển vở. Nếu không đến là hôm thứ 6, hôm thứ 2 đó cô. Ồ, rồi vẽ quyển vở cũng được. Vẽ thêm quyển vở sát bên ha. Đó. Rồi. Về viết giúp cô My chữ ha. Đu được kiếp. Đi vào đây. Đó. Rồi, bôi cái ăn tối cho nó sạch, cho tụi con dễ nhìn. Rồi. Sau đó thì xem TV hay là đọc sách gì đó thì tùy con ha. Đây là thời gian rảnh của mỗi người trước khi vào giấc ngủ. Rồi, cô My ha, xem TV. Để cái TV đây. Ủa cái gì mà mỗi người cô đọc truyện mà cô? À, thì con vẽ cái quyển truyện. Cô My thì lại xem TV. Và xem TV thì rồi uống một tách trà nữa đi. Vẽ thêm tách trà ở đây nữa. Đó. Rồi. Thì cô My ở đây ha. Cô My sẽ ghi là. Quay qua đây. Ghi là xem TV. Đó. Và cuối cùng là ngủ. Thôi. Vậy là mình vừa vòng lại một cái vòng. Một ngày của mình. Rồi viền lại tiêu đề. Một ngày của em. Cô ơi, cô tan học con sẽ vẽ một cái xe buýt. Được, con vẽ tan học mình xe buýt cũng được. Rồi sau đó mình tô màu. Thì cô My sẽ hướng dẫn các bạn cách mình tô màu ha. Để về nhà tụi con có thể tô màu thêm cho bài vẽ của mình. Còn cô My thì cô My sẽ làm mẫu. Trên cô bài... ý là con không có vẽ mấy cái hình để làm bài con ghi chữ. Cô coi xong hết rồi cô. À, bạn nào xong thì theo cô My vẽ tô màu. Ờ, nếu mà con không có vẽ hình á, thật ra thì kết nốt là cô hình. Cô. Nó đi xong. Cô. Một bạn. Rồi bạn Happy nói trước. Con được cô là có điều là em ăn. Cưng là em không à. Ăn cho lúc 7 giờ cho đến 6 giờ là em ăn cho đến 9 giờ cho đến 10 giờ. Con nếu mà con ăn trễ tới 10 giờ thì mấy giờ con mới 9 giờ cho đến 10 giờ bởi vì mẹ em về. Bố à, em nói thì... là lúc nào mẹ về mới được ăn. À thế thì con lại ghi cái thời gian 9 đến 10 giờ là giờ ăn cơm của con ha. Con quay ngược lại 6 đến 7 giờ là giờ đó là giờ con làm việc khác. Thì con làm việc khác ha. Cô ơi, cô. Cô My viền lại cái đồng hồ mình nè. Viền xong. Ê, con tô xong rồi cô. Con tô màu chưa? Dạ rồi. Bạn nào vậy? Cô ơi, con tô màu xong rồi cô. Bạn nào dơ bài lên đi. Con xong rồi con dơ bài con lên cô xem. Rồi, cô My con. Thôi hả? Con vẽ xong ha, giờ tô màu với cô. À, cô My tưởng là con tô màu rồi. Mình vẽ xong rồi, giờ mình tô màu nha. Rồi cô My viền lại chút, chỗ này nữa là xong. Đây. Trên cái đồng hồ của con á, khi con tô màu, cô My chỉ cho con, cô My hướng dẫn con cách tô.
bạn Anna làm kịp cô My rồi nè. Con nhìn lại cái bài của cô My trước. Rồi, đợi cô My spotlight cô My ha. Rồi, cô My. Cách tô màu là con sẽ chọn những cái màu đi theo cái khung thời gian, chứ không phải là đi theo cái nhân vật ha. Ví dụ như thời gian ngủ, con có thể chọn cho mình một cái màu xanh lá cây hoặc một màu xanh nước biển. Thì thường con My hay ngủ ha, thì nó rất là bình an, mình có thể chọn màu xanh. Rồi, thức dậy, con đi học là một cái hoạt động rất là năng lượng, con có thể chọn màu vàng đại diện cho các hoạt động liên quan đến việc học. Rồi, con có thể chọn màu đỏ đại diện cho các hoạt động liên quan đến thể thao. À, chỗ nào mà mình hoạt động thể thao thì mình tô màu đỏ. Chỗ nào mình học mình tô màu vàng. Chỗ nào mình ngủ và mình ăn là mình tô màu xanh. Đó. Thì khi con làm như vậy ha, cái bài của con á, con nhìn vô cái khoảng thời gian của mình, ví dụ cô My chỉ còn nhìn vào những cái chỗ màu cam là cô My biết đó là thời gian cô My đang làm việc. Cô My nhìn vào chỗ nào mà xanh nước biển là cô My biết à, thời gian này là chỉ để ngủ và giải trí thôi, không liên quan đến làm việc. Rất dễ để chúng ta nhận biết nhờ màu sắc phân bổ cho công việc và phân bổ cho thời gian. À, thì các bạn nhớ ha, để cho các bạn không quên, các bạn nốt ở đây nè, bên cái quyển vở của mình á, con viết ở đây ha. Ví dụ con chọn màu xanh, chấm cái vòng tròn màu xanh vô đây là ngủ, ngủ. Rồi, để lát nữa mình tô cho khỏi lộn. Màu vàng là học, tô màu vàng. Rồi, viết chữ học vô đây, lát mình tô cho nó khỏi nhầm. Rồi, gì nữa? Ăn, ngủ, ra chơi ha, nghỉ ngơi, ra chơi. À, thì mình có thể tô màu gì kìa, màu xanh lá cây đi ha, nhìn cho nó mát. Được chơi bời mà, tô màu xanh lá cây. Ra chơi. Rồi, đánh cầu lông, mình có thể làm hoạt động thể thao, mình có thể tô màu cam, đại diện cho hoạt động thể thao. Giải trí ha, gọi là giải trí là mình sẽ cho màu cam. Giải trí, thể thao. Rồi, hết. Về học, đu đủ kích vẫn là học ha, thì mình vẫn tô màu vàng. Học, học vẫn là màu vàng. Đánh cầu lông là giải trí, thể thao, màu cam. Giờ ra chơi. Rồi giờ ra chơi thì vậy thì mình quy lại một cái đi ha. Ra chơi với lại giải lao nó cũng như nhau thôi. Thế cô My sẽ chọn màu xanh đi ha. Chung luôn là cho giải trí và thể thao luôn. Cô My sẽ bỏ cái kem đi. Cho màu xanh. Cho con nghỉ nhà, tại nhà con có việc đó cô. À, bạn nào con xong rồi thì 8:30 là mình kết thúc á. Thì con có thể ra trước. Bài rồi nộp lên rất xanh. À, để con đi học môn khác nữa. Nếu mà con bỏ còn bạn nào tiếp là cứ ngồi lại hoàn thành với cô My là mình xong thôi. Rồi giờ cô My cô bạn nào mà con chưa kịp muốn về nhà tô thì về nhà tô, còn cô My thì cô My sẽ hoàn thành đây luôn cho tụi con dễ hình dung cái bài vẽ của mình ha. Rồi cô My sẽ tô nè. Màu xanh đại diện cho việc ngủ ha. Cô My sẽ tô hết cái khung màu xanh này. Đại diện cho. Cô ơi, bạn nào mà đúng giờ ha, làm một phút nữa là cô My nghỉ. Về nhà tụi con có thể tô thêm ha. Còn cô My là cũng sẽ tô cái màu xanh này xong là cô My tóm lại giúp các bạn rồi mình nghỉ. Thì mình cũng có một. Con nghỉ nha cô. Ok, bye bye con. Rồi, tô xong cái này phút rồi cô My dặn về nhà tụi con hoàn thành giúp cô My. À, bạn này tắt mic giúp cô hả? Khi mà tụi con hoàn thành xong cái bảng vẽ cái nốt của mình á thì nó sẽ giống như cái bảng mà cô My đang để ở đây. À, thì về nhà con tô ha, quy ước những cái màu sắc mà con sẽ chuẩn bị tô là gì. Bạn nào vậy ta? Tại vì cô My không có biết cách tắt mic đồng loạt tụi con như thế nào á, nên là tụi con tắt mic giúp cô ha. Rồi cô My dặn dò phần cuối. Về nhà bạn giúp cô My là hoàn thành bài vẽ này của con bằng cách là viền đen lại. Sau khi viền đen xong thì con hãy bôi sạch chì đi và tô màu theo những cái quy ước mà cô My đã dặn ha. Màu xanh là đại diện cho việc ngủ. À, màu vàng hay màu cam là đại diện cho cô việc ơi, cô.
Cô ơi, cô con có thể tôi tự do động cô vì con thích đó cô. À, con nên có một cái quy ước, ví dụ như giờ học của con ha, thì tất cả những cái giờ học con không muốn tô màu vàng giờ học thì con có thể tô màu xanh, màu đỏ, màu tím đều được. Nhưng con nếu có thể tô khác được không cô vì con thích. À, nếu mà con tô như vậy ha, lý do tại sao mà cô My lại muốn tụi con tô vậy nè, thì khi mà cô My nói là con nhìn vô là con sẽ biết cái màu đó nó đại diện cho việc con đang hoạt động cái gì. Màu sắc nó sẽ giúp con phân loại được thông tin tốt hơn. Chứ màu sắc trong sketch note không phải là tô cho nó thẩm mỹ và nó đẹp, mà màu sắc sẽ giúp con phân loại được thông tin tốt hơn. Như như vậy cô My nhìn vô nha, cô My sẽ rất là dễ. Con thấy cô tô giống hơi bị phun nhiều màu vàng á cô. Thì con biết là màu vàng là cái chỗ con làm việc, cô My làm việc đó. Cô My, con thấy là thời gian cô My làm việc một ngày là hơn 10 tiếng. Con có phun nhiều màu quá là nó con nhìn rối rắm lắm, cô còn không nhìn ra cái gì luôn. À, thì tùy tùy các bạn mà cái con sau đó con nhìn rối ra gì luôn. À, các bạn nghe cô My ha. À, cái cách mà cô My chỉ tụi con học màu á là màu nó sẽ đại diện cho điều gì. Ví dụ con nhìn vào cái bảng màu của cô My ha, con sẽ thấy màu vàng rất là nhiều, nó sẽ là đại diện cho việc cô My đang làm việc. Một ngày cô My dành 12 tiếng để làm việc và học và vẽ. À, còn như con thấy ha, việc đây là thời gian cô My ngủ nè, thì những cái chỗ nào màu xanh là những cái chỗ mà mình có thể ngủ hoặc là giải trí. À, ngược lại ha, những cái chỗ nào màu xanh lá cây là những chỗ mà cô My sẽ làm vườn. Đó, thì bạn nhìn vô bạn sẽ rất là dễ biết được mấy tiếng và bao nhiêu giờ trong mấy tiếng và thời gian đó cô My làm cái gì. Đó. Còn về nhà nếu bạn muốn tô theo cách của con cũng được ha, cô My không có ép buộc con, mà cô My chỉ đang giải thích giúp con hiểu lý do tại sao con nên sử dụng màu theo nguyên tắc. Cô không nghe. Là cái khung thời gian mà kiểu tô màu xanh á là kiểu đó mình hưởng thụ cô. À, hưởng thụ, đúng rồi, nghỉ ngơi ha. Rồi, thì tùy tụi con, nếu con không thích màu xanh là hưởng thụ, con có thể để màu vàng là hưởng thụ, hoặc là màu đỏ là hưởng thụ, tùy con. Được chưa? Rồi, còn về nhà các bạn giúp cô My ha, con hoàn thành xong bài tập này, con đăng lên group Doodle Kit của các con để con truyền cảm hứng cho các bạn trong lớp, mình cũng sẽ làm bài với nhau và thực hành sketch note mỗi ngày. Như vậy thì con sẽ học vẽ rất là ứng dụng được cái này vào việc học của con ha, sắp xếp thời gian của con sẽ gọn gàng hơn. Đó. Rồi, còn có ai thắc mắc gì không trước khi mình nghỉ? Ok ha, rồi vậy thì mình chắc mình bật mic lên mình chào nhau một cái đi ha. Rồi mình nghỉ. Rồi. Bye bye tất cả. Bye bye my friend. Rồi, cái Quân Nguyên quên mất là xin tấm hình tập thể lớp mình. Tụi con làm kiểu một cái đi, con Nguyên chụp tấm hình tập thể. Rồi nghỉ. Rồi. Một phút ha, một giây thôi, rồi chụp liền. 1, 2, 3. Rồi, cười cái nữa coi. 1, 2, 3. Ok, rồi, dễ thương quá. Cô My cảm ơn tất cả các bạn ha. Hết rồi. Hẹn gặp lại tụi con về một dịp khác ở cộng đồng đưa được kết của chúng ta. Bye bye. Chào các bạn. Chào cô My. Chào các bạn. Chào cô. Chào Hồng. Bye bye. Chào Phương, chào Chi. Chào An, chào Lucy. Chào cô. Chào cô. Cô My chào Miu. Chào Phong, chào Khang. Con chào cô. Cô My chào con. Chào các bạn.